Máy đấy là sao? Hello, Vion. Hello, Miss Trang. Okay, how are you today, Vion? I'm happy. Okay. How about your weekend? It's good. It's good? Okay. And how about your holiday? You just stay at home? No. No? What did you do on holiday? On your con holiday? Đi ra bà ngoại rồi con đi chơi. Where is your grandma house? It's in Bình Hưng Hòa. Bình Hòa. Mộ Bình Hòa. Okay. Mộ của bà ngoại con ở Bình Hòa. Ah, yes. Visit your grandma Tom. Okay. Yes. Okay. And now we are. Oh, and how about your dad? How about his hand? Is it okay now? You know my dad hand. Who talk yes. with you? Your mom. Her hand. How about his hand? How about his hand now? Dạ, tay của bố con đỡ rồi đi xe được nhưng mà rồng quá thì nó lại bị gì á, đau. Okay. Okay. Now, today we have the regular test. Are you ready for that? Yes, I'm ready. You should prepare a paper and a pen or an eraser or pencil. Repair. Do you have it on your table? No. What? No? No, you should repair it now and wait for you. Okay. Repair paper, okay. Pencil, and... Pencil or a pen, paper, and eraser. Okay. Thank you.
Okay, are you ready now, Vion? Yes, I'm ready. Now, we start with our lesson today, regular test, number two. Okay, now our lesson have how many? Four. It include four part. For listening, first for listening, number two for reading and reading and writing, and the last one is speaking. Okay. Speaking. Yes. Now we will start. Okay. That. Good luck to you. Cô ơi, yes. Con lấy tờ giấy này để con viết kết quả vô giấy ha cô. Of course, if you need it. Now let's check. Maybe you need. Can I write in my iPad? Okay. Con lên viết lên màn hình luôn nha con. Okay. 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 You choose the way is better for you. Con chọn cái cách nào mà con thấy dễ hơn thôi. Okay. Now. Okay. I share the screen with you now. Okay, please wait for a while. I said this one for you. Here, test two. Okay, listening part. Look at this one. Task one, listen and draw lines. There is one example. Okay, now check the open. Listen and look. There is one. Can you hear it clearly, Vion? Yes. Okay, now let's start. One example. Hello, Mrs. White. Here's a picture of my friends. Oh, yes. They're on the beach. Yes, they are. There's my friend Tom. He's playing badminton. I can see him. I like Tom's baseball cap. Yes, it's his favorite one. Can you see the line? This is an example. Now you listen and draw lines. One. Who's that girl? She's sitting on the sand. That's my friend Grace. What's Grace doing? She's eating fries. She loves them. So do I. Me too. Two. Look at that boy. He's eating a burger. Oh, that's Hugo. He's standing in the sea. Yes, he is. Hugo loves the sea. I love it too. Three. Can you see my friend Alice? Who's Alice? Oh, sorry. Sorry. Aliens. Oh, yes. She's reading a book. Oh, no. Is sorry. It good? Yes, it is. It's mine. It's about aliens. Okay. The tree. Oh, yes. Oh, sorry, Vion. Chan. He's eating a burger. Oh, that's Hugo. He's standing in the sea. Yes, he is. Hugo loves the sea. I love it too. Three. Can you see my friend Alice? Who's Alice? She's that girl there. She's sitting under the tree. Oh, yes. She's reading a book. Is it good? Yes, it is. It's mine. It's about aliens. Four.
for? Is that your friend in the boat too? Mark? Yes, Mark's my friend. Does he like fishing? Yes, he does. Five. Is that a jellyfish in the water? They're scary. Yes, it is. It's really big. Jill's looking at it. Oh, yes. Jill's wearing an orange dress. It's a fantastic picture. Now listen to part one again. One. Who's that girl? She's sitting on the sand. That's my friend Grace. What's Grace doing? She's eating fries. She loves them. Do you want to listen again? Yes or no, Yuan? No. No? Okay, we move to the next part. Is that okay? Okay. Okay, to the next part. Now, task two. Read the questions. Listen and write the name of the number. There are two examples. Okay, let's start. Part two. Look at the picture. Listen and write a name or a number. There are two examples. Hello, May. Is this your monster? Yes, his name's Pink. Is that P-I-N-K? Yes, that's right. How old is he? He's two. Two? That's very young. Yes, he's a small baby monster. Can you see the answers? Now you listen and write a name or a number. Which number? It's a number 12 bus. 12. Right. Two. Does he go to school? Yes, he does. It's a school for monsters. What's its name? Robot School. Is that R-O-B-O-T? Yes. Three. How many legs has he got? Legs? Ooh, he's got six. Six? Yes, that's right. Four. He lives with a friend. Is his friend a monster? No. A chicken. Her name's Lucy. Is that L-U-C-Y? Yes. Five. She's got some eggs. Has she? How many? She's got three. Sorry? She's got three brown eggs. Okay. Do you want to listen it again? Yes. Yes? Okay. Now, the second time. Now listen to part two again. One.
Where does he live? In a bus. Which number? It's a number 12 bus. 12. Right. Two. Does he go to school? Yes, he does. It's a school for monsters. What's its name? Robot School. Is that R-O-B-O-T? Yes. What is in here? Five. Is his friend a monster? No, a chicken. Her name's Lucy. Is that? Number three. Four. No. Three. How many legs has he got? Legs? Ooh, he's got six. Six? Yes, that's right. Four. He lives with a friend. Is his friend a monster? No, a chicken. Her name's Lucy. Is that L-U-C-Y? Yes. Five. She's got some eggs. Has she? How many? She's got three. Sorry? She's got three brown eggs. Okay. We move to the next part. Is that okay, Bjorn? Okay. Okay. Good. Now we move to this one. Reading and writing. Okay, reading and writing. Yes, let me see. Task three, look and read. Put a tick or cross in the box. There are two examples, okay? Example for you here. Okay. And next is your task. This is a handbag. What is polar bear? You don't know polar bear? It's a bear no. In the north, in the cold area. Do you know that? In the north. Finish. Okay. How about this one? This is a robot. Yes, this is. Finish. Okay. And next, task number four. Number four, look at the pictures. Look at the finish. Letters, right? The words. Okay, it's an example. Okay, and it's your turn now. Let's try. Oh, sorry. I have to. Again. Okay.
finish. Okay, good. Now we move to the next. Okay, are you finished? Yes. Okay. Now to the next part. Are you sure about your answer? No. Water? No? Okay. No. And the next is? No, I don't show my answer. Can I check again? Okay. This way. Oh no. Why can't we do that? Your word is? Your word is B. U R G E R. Is that right? And this one is? Metal. Is C? It? T O M A T tomato. T O M A T O tomato. Yes, it's right. Okay. Move next. And next, the next part is speaking. Okay. Now that's fine. Look at the picture and answer the questions. Number one, look at the picture first and what is it? Vivan? It's a mouse. This is a mouse. Okay. Do you like mice? No, I don't. Okay. And number three, what pet would you like to have? I like to have a rabbit and a bird. Okay. You have a rabbit and a bird. Very good. And number four, look at the pictures and answer the questions. Number four, what is it? This is a phone. Do you have a phone? No, I don't have a phone, but I have an iPad. Okay. And what color? Oh, what color is this phone? This phone is pink. Okay, good. We move to the next. That's it. What can you see in the picture? Five, four to five things. It's very easy for you. I can see a rock, crocodile, flowers, coconut tree, swimming pool, glasses, book, okay. And a sun. Okay, very good. And that's all about this. That's all about our test today.
It's very easy. Easy or difficult? It's easy. I think it's very easy for you. And now we will continue our lesson today. Our last lesson. We have one part to end this. Okay? We finish it today. Is it okay, Vivian? Okay. Okay, I share this with you. Let me check this one. So I have a mask. What? A mask? So I Mac. We will show you the math maybe tomorrow. Tomorrow I give it to you. Okay. Okay. Let me see. Okay. I see, I don't know our lesson for you. Let me see the last part. Let me see. Where? What I can see that. Last time we learned about animals? No, I don't think so. We learn about animal already. Maybe this one. About your room. Here, I share it with you now. This part, Vivian, can you see the screen, Vivian? The grammar practice. Yes. Okay. Oh, I did it already. Not yet. Not yet. You doesn't finish this one. Our cars are green. This is my house. That is. How about number one, Bian? The first one is? Our cars are green. Our cars, yours. Con thấy không? Bạn này bạn chỉ nè. Bạn mới chỉ mấy cái nón của mấy bạn này nè. Thì bạn sẽ chỉ là your. Con thấy bạn chỉ không? Your car. À? Your cap are green. Greens. Your caps are green. Not again. Your caps are green. Green. Okay, number two, Vivian. Number two. This is my house. This is my house? You remember? No, this is our house. Okay. This is our house. And number three. That is his dog. That is his dog. Okay, good. And number four. That is my school. That is my school. And number five. That is her cat. Good. And number six. Is this your pen? Is this your pen? Okay, good. Is it easy? Yes. It's very easy for you. And next, you have here. Grammar practice more. Mask is a dog. This is Mask's house. Ami is my friend. Ami's brother is tall. S, so possessive. Do you know possessive? Possession. Để chỉ cái từ sở hữu á, con có nhớ cái chữ phẩy S này không? Cái dấu phẩy S này không?
Có nhớ không? Remember that? Yes. For example? Yeah. The book is... Ah, yes, I know. Okay, now the let's... The book is... Look at the picture. The book is... Oh? The book. No. The book is... The book. Now, có the một book. Cách nữa. Đây, đây. Chị con. Có một cách đó. Khi mà con sẽ thấy ở nơi cái bài trước đó, thì con sẽ thấy là con sẽ dùng những cái từ my, our, his, or her, his để mà chỉ cái gì? Để mà chỉ cái là của ai? Nè, của tôi nè. Của tôi. Rồi, của chúng tôi, phải không? Đúng không nào, Vy Anh? Yes. Của chúng tôi. Nhưng mà bây giờ còn một cách nữa là con về. Nếu phải là chữ S, nó cũng có nghĩa là của. Ví dụ giống như là Vy Anh's iPad. What is your little sister name? It's Sumi. Sumi. You have Sumi's cooking toy. Sumi. Okay, con thấy cái chữ phải S ở đây chưa? Can you yes. see that? For your mom, my mom bike. Ok, thì con sẽ thấy ở đây nè, con sẽ thấy cái chỗ này, con sẽ thấy ở đây, con sẽ thấy cái chữ phẩy S đây nè. À đó, để cô đổi. I change the color here. Sumi's, ngay chỗ này nó không phải là động từ to be nữa, nó không phải là chữ viết tắt của chữ is nữa, mà nó là, có nghĩa là của. Ví dụ như con sẽ đây, con sẽ có là iPad của Vy Oanh nè. Con thấy không? À, đồ chơi nó của Rồi cái này là xe đạp của mẹ, xe của mẹ nè. Con thấy chưa? Thì con sẽ dùng cái chữ phẩy S như vậy. Ok. Can you make a sentence for me? Can you make another example for me? Yes. This is my dad's pencil. Yes, this is my dad's pencil. This is Sumi eraser. Okay, or this is Sumi's eraser. Sumi eraser. Rồi. Nhưng mà cái chữ phẩy S này nè, con ví dụ giống như con sẽ nói là these are my friends books. Con sẽ thấy á, cái chữ friends chỗ này nè Vy Anh, thì con sẽ thấy ở đây cái chỗ. Now I change into the ball. I think it's better. Để cô chuyển qua cái bảng đi. Con sẽ có chữ ví dụ giống như là con sẽ có là câu this is my dad's pencil. Đúng không nào? Pencil. Yeah. Hoặc là this is Sumi book. For example, is it okay? Okay. Nhưng mà khi con dùng á, these are my friend. Thì sẽ con thấy là những người bạn của con á, thì cái chữ bản thân những người bạn là nó có chữ S ở cuối rồi, đúng không nào?
Thì khi á mà con muốn nói những cuốn sách của những người bạn của bạn con á, thì con sẽ viết như vậy. Book. Đó, thông thường nếu mà đúng cái quy tắc này á, thì mình sẽ viết như vậy, đúng không? Nhưng mà ở đây á, người ta sẽ lược bỏ mất cái chữ S đây nè. Tại vì người ta sẽ lấy cái chữ S đây là được rồi, con hiểu không? Chỉ cần con làm một cái dấu phẩy ở phía bên trên nữa. These are my friends' books. Ok? Or, okay. These are, or, there are, here are my teacher's bags. Con hiểu à, con hiểu chưa? Cô xin lỗi. Phải bags. Con hiểu chỗ này chưa nào Viu Anh? Ừ? Ok. Rồi, bây giờ con cho để mà thể hiện cái chữ của, cái sở hữu cách này nè, possessive này nè. Thì con sẽ có mấy cách possessive. Con sẽ có những cách nào? Cách thứ nhất là con sẽ dùng cái gì? Con sẽ dùng possessive adjective. Là có những chữ như gì? Có những chữ như gì, Viu Anh? Có những chữ như chữ nào nào? Possessive adjective. Thì con sẽ có những chữ, có chữ gì mà con mới học hôm bữa trước đó? Oh. Chữ gì? Con sẽ có chữ mái. Mái. Your. Đúng rồi, my, your, or our, your. Yes, his, her. Thì cái này sẽ được gọi là possessive adjective. Ok, có một cách nữa, number two, là con dùng cái gì? Con dùng cái chữ này. Ok. Đây, con cho một cái ví dụ. Ví dụ như ở đây, con cho thêm một cái ví dụ đi. This is my iPad. Ok. Phải S này thì con sẽ có ví dụ là sao? This is my, oh sorry, this is V1 iPad. Con còn một cách nữa. Con còn một cách nữa. Con có nghĩ ra không? Con có nghĩ ra không? Con biết this is, con biết đó. She iPad. She iPad, no. No. This is, con sẽ, my iPad. This is my iPad. This is my iPad already. Con sẽ có cái chữ gì? Chữ gì mà nó có nghĩa là của? Con học rồi. Chữ gì có nghĩa là của nào? This is your iPad. No. This is her iPad. Không, thì con dùng là đúng rồi, là nó ở trong cái ví dụ thứ nhất đây nè, nó là possessive adjective nè. Con có chữ gì? Of. Of. Đúng không nào? Con sẽ có là, với cái câu của con thì con sẽ có là gì? This is the above of V1. Yes. Con hiểu chưa nào? Ví dụ đúng không? Ok. Another example. Okay. Ví dụ giống như á. Để cô xem. Let me see. Another example. For example, you have this is the dog. This is, for example, for the first one. Cái con chó nó mới nói là this is. Thôi. Ví dụ thôi cái khác đi.
Con sẽ có làm visa. These are his eyes. Đúng không nào? These are his eyes. Okay. Nếu mà theo cái cách thứ hai thì con sẽ có làm sao? Cách thứ hai thì con sẽ làm sao, Vion? Nó cùng có nghĩa như vậy thì con sẽ làm sao nè? Con sẽ có cái gì? Con sẽ có là these are. Con cho bạn nó một cái tên đi. These are thiện tâm's eyes. Pen. No. Con sử dụng một cái câu này thôi, con hiểu không? Okay. Hoặc là con bắt đầu là oh, it's okay. These are thiện tâm eyes. Okay? Hiểu chưa? Thiện tâm eyes. Thì còn một cách nữa là these are the eyes of what of thiện tâm. Okay. Eyes. Không. You the eyes con đặt lên đằng trước rồi thì con sẽ không có dùng lại đằng sau từ of nữa. There are the eyes of thiện tâm. Okay, con hiểu chưa nào? Ừ. Okay. Mà nó có một cái là ví dụ giống như để cô xem nào. Như là con có là let me see. Nhưng mà ví dụ giống như thì người ta sẽ không có dùng cái sở hữu cách người ta sẽ không có dùng cái sở hữu cái trường hợp số 2 mà trong cái trường hợp này nè. Ví dụ giống như con có là the house người ta ví dụ như con có cửa sổ của cái nhà thì người ta sẽ không á là there is, ví dụ như con nói cái nhà mà có bốn cái cửa sổ thì con sẽ nói là there are four windows in this house, đúng không? In this con sẽ không nói là con sẽ không dùng là there are four windows of this house. Con sẽ không dùng như vậy. Con hiểu không? Okay. Tại vì á cái từ này sao ha, để cô giải thích cho con hiểu. Cái chữ of này nè, nó phải mang cái chữ of và cái chữ s, cái chữ phẩy s này nè, nó phải là mang tính sở hữu. Là ví dụ giống như cái nhà mà nó có bốn cái cửa, mình tiếng Việt mình nói như vậy, nhưng mà khi con thấy là không phải là bản thân cái nhà nó sở hữu bốn cái cửa sổ đó, con hiểu không? Nhưng mà ví dụ giống như cái iPad của con á, là con là thuộc quyền sở hữu của nó, con cái iPad là thuộc quyền sở hữu của con, thì con mới dùng được cái chữ phẩy s và cái chữ of này. Con hiểu không? Chứ con không có dùng được là còn cái cửa sổ, bốn cái cửa sổ mình phải giải thích bằng tiếng Anh á, là nó nằm ở trong cái căn nhà đó thôi, nó thuộc về cái căn nhà đó chứ nó không phải là của căn nhà đó, nên là con sẽ không dùng chữ phẩy s và chữ of. Con hiểu không? Okay. Nào, for example, con sẽ không xài cái này nha. Con nhớ nè. Đó. You don't use this sentence. Okay, remember that. Okay. Hoặc là ví dụ như con sẽ hay nói á, con hay nói. Còn một cái cách sở hữu để nói nữa là ví dụ giống như con sẽ nói là Vion has got many pillows. Oh yes, Vion has got many
pillow, pillow, pillows. Ok, con nói vậy đúng không? Nhưng mà con sẽ không nói là, tại vì những cái gối đó là nó của con rồi, thì con sẽ nói là pillows are, hoặc là con sẽ dùng cái cụm là pillows pillow of Vivian. Hoặc là con sẽ còn một cách nữa là Vivian pillow. Vivian's pillow. Con hiểu ý cô chưa? Nhưng mà cái cửa sổ của căn nhà thì của mình thì con sẽ không, con cũng sẽ không có dùng cái cụm là house, house window. Con sẽ không có dùng cái này nha. Ừ. Nhớ nha con. Ok. Đó, con sẽ không có dùng cái trường hợp này. Nên là con hay nói cái câu á, đó là lý do tại sao mà con hay nói cái câu mà the house has four windows á. Có vài trường hợp thì người ta nói như vậy, nhưng mà con đừng có nên xài, mình mà xài hoài là nó quen. Con chỉ xài ở văn nói thì con nói ok. Ví dụ như con sẽ nói là the house or this house has got four windows. Ok, thì mọi người cũng hiểu, nhưng mà khi con viết con đừng có viết như vậy. Được không nào? Con hiểu ý cô okay. Chưa? Ok. Con cứ về con xem lại đi, chỗ nào mà không hiểu thì hôm sau con hỏi cô cái phần này nha. Được không nào? Ok. We continue our lesson. Let me see. This one. Now, how about this one, Vivian? Circle the correct word. The book is on. The book is on. One. John's chair. Where is the book? Can you see the book? I don't see the chair. I can see. Yeah. Can see the chair in the picture. Is it right? Yes. Oh, maybe you have some mistake in this. Let me check for number two chalk. Oh, I see here. You choose one. Trong hai câu này chứ nó không có liên quan tới bài này quá. Hai câu này thì con sẽ dùng thế nào? Hai từ này, John và Jones, thì con sẽ dùng là the first or the second. The first or the second? A first. The first. Why? Why you choose the first? Con sẽ thấy nè, nó không có liên quan vô trong cái bức hình này đâu nè con. This is John. John. Okay. John's good. And how about number two? Let me say you number two. John's okay. And Tony's. Number two, Vivian. Tony. The first or the second? The first. The first, okay. And how about number three? You have Polly or Polly's? Polly's. The second or the first? A second. Yes, good. Con sẽ thấy ở đây nè, sau cái chữ phẩy S này nè, thì con sẽ có một cái danh từ đi kèm nữa, một cái danh từ khác.
Con thấy không? Đó. Con thấy không? Có một cái từ đi phía sau nó và nó chỉ đồ vật nè. Con thấy chưa? Nhưng mà khi sau nó là động từ á, là từ is am is are thì nó không có phải. Con hiểu chưa? Con hiểu chỗ này không? Yes. Okay. If you you should see this one. I have just told you. I have just told you in the board. Okay? This one. Okay. And maybe next time, if you have any question, you ask me. Is it okay? Okay. Okay. We stop here and see you next week on Monday. And later you give me a mark. A mark. Tomorrow I will give you this one. Okay? Tomorrow morning. Okay. 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 Goodbye. Goodbye. See you. Goodbye. Have a nice weekend. See you. Okay. Have a nice weekend too. Thank you.